Chiều ngày 10 tháng 9, tức ngày rằm tháng 8 âm lịch, đại lễ hội yến Diêu Trì Cung của tôn giáo Cao Đài long trọng diễn ra tại nội ô tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Đến dự và chúc mừng về phía Trung ương có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía tỉnh có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Đại Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đầu sư Thượng Tám Thanh, trưởng quản Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh cho biết, trong năm vừa qua, các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo Cao Đài tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây nhà đại đoàn kết cho đồng bào, đồng đạo có hoàn cảnh neo đơn, hoạn nạn và tham gia các hoạt động công ích xã hội, từ thiện với kinh phí hàng tỷ đồng. Ngài đầu sư cảm ơn lãnh đạo các cấp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tín đồ được hành đạo, xây dựng cuộc sống ấm no, an lành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đức Trong cho biết, trong những năm qua, với sự ủng hộ, đồng tình của Hội Thánh, các ban cai quản họ đạo trong tỉnh đã cùng với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp đã chăm lo phát triển đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Đặc biệt, tạo điều kiện cho tín đồ đạo Cao Đài Tây Ninh vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương như xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh. Tại đây, đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cùng các chức sắc đã giới thiệu cho các quan khách thưởng lãm những gian hàng trưng bày sản vật cây trái của các tỉnh thành, được ghép thành những mô hình lông lân quy phụng rất tài hoa, đặc sắc. Hội yến năm nay có 109 gian lễ phẩm của các họ đạo trong tỉnh cùng các tỉnh thành trong nước và hải ngoại. Các gian trưng bày lễ phẩm này nhằm dâng lên Đức Phật Mẫu thiêng liêng.